À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở lập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã thực hiện một cuộc chiến khá là thần tốc. Mình đánh bây giờ thằng Nga nó chỉ còn mỗi thủ đô Moscow và cái vùng đất này người ta gọi là Phần Lan, bây giờ nó là Phần Lan, cũng đã từng là một phần lãnh thổ của Nga. Và sau đó với cuộc chiến của Thụy Điển thì Nga đã chiếm được vùng đất này, nhưng rất tiếc người Nga đã không thể làm được gì hơn. La đành phải để mất vùng đất này bởi vì là người Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì sau cách mạng tháng 10 Nga thì đồng thời với việc hình thành nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới thì Phần Lan đã được độc lập và đã tuyên bố độc lập. Sau đó thì một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa Liên Xô, sau này là Nga, sau này và Phần Lan. Và đấy là một trong cái cuộc chiến giữa Liên Xô và Phần Lan thì người ta đấy là một trong những thất bại nhục nhã nhất của Hồng quân Liên Xô trước một đất nước bé nhỏ hơn rất nhiều. Quân Liên Xô vượt trội cả về mặt lực lượng lẫn quân sự cho đến lãnh thổ, và Phần Lan thì hoàn toàn không có nước nào mà đứng ra bảo vệ giúp đỡ cả, nhưng đã dạy cho người ông anh lớn Liên Xô một bài học lịch sử quân sự đáng nhớ. Khi mà thương vong của Hồng quân Liên Xô ở mức khủng khiếp, chính sau cái trận chiến giữa Hồng quân Liên Xô và Phần Lan đó thì người Đức Hitler đã trước đây thì Hitler chưa có ý định dám tấn công Liên Xô, nhưng sau khi mà thấy tình hình, thấy cái tính, cái khả năng tệ hại của quân đội Liên Xô, và Hitler mới quyết định mở chiến dịch Barbarossa, là một phần trong cái lý do Hitler quyết định mở mặt trận phía đông. Tóm tắt qua một chút thế để các bạn biết cái vùng đất này. Và Phần Lan ngày nay tuy rằng bị kẹp giữa hai đế quốc cường quốc như vậy, nhưng mà Phần Lan có chính sách ngoại giao rất là rõ ràng, đó là chính sách không tham gia vào bất kỳ một liên minh quân sự nào, không dùng nước này để chống nước kia, và cũng không can thiệp vào tình hình quân sự, chính trị hay quân sự của nước khác. Tóm lại là Phần Lan độc sống ở một kẹp giữa hai phe phái, nhưng mà lựa chọn một cách là đứng giữa và không bao giờ tham gia vào bất kỳ một phe nào. Đó là nền chính trị của Phần Lan bây giờ. Moscow à? Còn một cái tỉnh cuối cùng, có lẽ mình sẽ cho hai quân đoàn này đánh vào đây. Còn Gerard von Buscher thì có lẽ sẽ giải quyết lốt cái tỉnh Phần Lan này nữa. Có điều là vướng cái thuyền này, bây giờ mình phải di chuyển cái thuyền này lên thì mình mới có thể chiếm được. Đó là một cái vấn đề đấy, phải cho một cái hạm đội lên đấy để xử lý nó rồi. Ở đây thì mình cũng chưa có cái hạm đội nào nhỉ. Ở đây hạm đội này thì khá đấy, nhưng mà chúng ta còn một cái hạm đội nào nữa nhỉ? Đây, với cái thuyền còi thì có lẽ cho cái hạm đội này là đủ diệt rồi, không cần chiến hạm quá lớn. 4 lượt nữa chúng ta sẽ có tiếp thuyền chiến, và mình nghĩ là mình sẽ phải bổ sung thêm ít thuyền này nữa đề phòng có thể khi cần. Khu vực phía nam này thì rồi ok, bây giờ thì hạm đội này, các cái đô đốc hải quân của chúng ta chẳng có rank, chẳng có skill gì cả, và hải quân của phổ thì thực sự là rất tệ hại, nhưng mà không sao, mình sẽ đưa hải quân phổ đến một tầm cao mới. Rồi ok, chúng ta đã nghiên cứu mắc công nghệ rồi. Quá lướt. Nói chung thằng Nga giờ này bó tay chịu chết đi thôi. Có thể sau đấy thì mình sẽ cho lực lượng thủy quân lục chiến của là phổ sẽ đổ bộ lên thủy quân lục chiến của chúng ta sẽ đổ bộ lên đảo của Tây Ban Nha. Hiện tại bây giờ thì chưa đổ bộ được. À, thằng Nga nó di chuyển rồi, trận chiến của Nga đã di chuyển ra đây rồi, chúng ta có thể lên đây được. Chưa hồi hết quân nhỉ? Nó để hồi hết quân á. Quân của chúng ta vẫn đang bị thương khá nặng. Chưa hồi hết.
Quân đoàn này cũng vậy. Bây giờ đang là tháng 5, thời tiết rất tốt. Đây, chúng ta sẽ đứng đây. Đứng đây. Cho thằng Spy nó vào quân đoàn để nó giảm nguy cơ bị ám sát của tướng chúng. Thực ra thì nó chỉ giảm thôi chứ nó cũng không ngăn được hoàn toàn Spy đối phương ám sát tướng của mình. Nhưng mà điều đó cũng là đủ rồi. À, chúng ta có một quân đoàn nữa ở đây cơ mà. Mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn rất nhiều rồi đấy. Thế thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều rồi. Thanh niên này hoàn toàn có thể tấn công lên phương Bắc. Ba quân đoàn còn lại sẽ giải quyết Moscow. Cứ nhìn cái tướng mà nhiều sao như thế này đủ biết là chất này. Macht sie nieder! Wir werden siegen! Nein! Machen. Erwarten Befehle! Löscht sie aus! Tugend und Tapferkeit lại lên một sao nữa. Untapo Attacker. Ui dồi. Untapo. Lên đến Untapo rồi cả. Chưa mắc. Phải lên Hero Attacker mới là mắc. Tướng kỵ binh này, tướng bộ binh này, đấy, tướng chỉ huy khi tấn công này. Tướng này toàn những skill vãi trưởng luôn này. Chúng ta sẽ tiếp tục bán cái vùng đất này cho thằng để chúng ta kích động nổi loạn. Bây giờ cái trị an của chúng ta cao quá nên là nó rất khó để nổi loạn. Cách để chúng ta nổi loạn là bây giờ chúng ta phải rút qua cái vùng đất này để nó nổi loạn lên. Đấy, chúng ta phải cướp bóc nó lên một chút nó mới nổi loạn được. Đấy, lượt sau nó sẽ nổi loạn để chúng ta luyện cấp tiếp. Rồi, có lẽ mình rút lốt cái quân đoàn này về đây. Có thể là cần thì mình luyện thêm không thì thôi. Quân đoàn này thì ok, lượt nữa hồi em biết quân nữa. Nhưng mà tình hình là bây giờ thằng Pháp này nó không chiến tranh với ai cả. Nó không chiến tranh với ai cả nhưng mà rất không ưa thằng Nga, nhưng mà thằng Nga còn đất đậu. Có lẽ mình sẽ qua lượt. Hệ thống chính trị của mình thì bây giờ nói chung là ổn rồi. Mất bao nhiêu thời gian mới có thể có được cái bộ máy lãnh đạo có thể gọi là chấp nhận được như này. Quá mệt mỏi. General, đây tướng này cực kỳ khủng khiếp luôn. Tướng này tướng pháo binh rất là ghê gớm. Ủ man, tướng này hoàn toàn không luyện luôn, đi đánh nhau lên 9 sao là nhờ đi đánh nhau trên chiến trường. Tuyệt vời. Bình tĩnh đi, đằng nào chúng ta cũng phải. Tốt rồi, chúng ta có tiếp thêm một điểm giao thương nữa rồi. Mikhail Kutuzov à? Nó làm cái trò gì ở đây đấy? Mình được cái trận bao vây nhưng mà quân của mình lại đang thương vong quá nhỉ? Tướng của mình hơi cấp, hơi thấp. Từ á. À, cũng không dám đánh à? Tưởng Mikhail Kutuzov thế nào? Tướng 7 sao của Nga. Hòa bình á? Rất tiếc là mình không muốn hòa bình. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked.
Always act quickly in these instances. Master tối nào ở tuyệt vời tối này. Học được cái skill này tăng 2% di chuyển cộng 10 tầm bắn nhờ. Chưa có thuyền pháo à? Quá nhỉ. Cái gì? Local coin. Ở đâu? Chúng ta có ba lãnh đạo mới à? Vãi trưởng. Ôi giời ơi. Cái ba lãnh đạo cũ đang ngon lại đi cho mấy cái thằng dở hơn cắm lợn gì về đây làm lãnh đạo này. Happiness. Ôi ôi. Đấy là cái vấn đề của nền chính trị chúng ta đấy các bạn ạ. Vâng. Ban lãnh đạo vừa lúc nãy mình cho các bạn xem là rất tuyệt vời đúng không? Nền dân chủ nó là như vậy đấy. Hết nhiệm kỳ là sẽ thay thế bằng các cái lãnh đạo khác và chả có gì đảm bảo rằng các ban lãnh đạo mới tốt hơn ban lãnh đạo cũ đâu các bạn ạ. Vâng. Đấy. Và kết quả là còn tồi tệ hơn, chán đời hơn mình và mất bao nhiêu công sức để gây dựng được một cái bộ máy lãnh đạo tuyệt vời. Và bây giờ thì Republic lên Cộng hòa của chúng ta. Vâng. Chúng ta rất dân chủ nhưng mà dân chủ kiểu này nên dân chủ. Và người dân thì người ta chả quan tâm đến thể chế chính trị đâu, người ta chỉ quan tâm đến xem là đời các cái ban lãnh đạo đấy người ta làm được gì cho người ta thôi. Xem ăn được nhá. Úi giời, ngọt thế. Ám sát được Mikhail Kutuzov rồi, thế thì ám sát phát chết luôn cả Mikhail Kutuzov rồi. Kinh quá. Thằng spy của mình vãi trưởng thật. Ủa trên này chắc quân nó làm gì đông lắm nhỉ. Quánh môi. Các quân đoàn này chưa hồi phục hết. Quân đoàn này tướng này cấp hơi thấp, hơi khó ăn. Cũng học được vài cái skill khá khá rồi nhưng mà căn bản thì vẫn thiếu vài cái skill. Thiếu skill tướng chỉ huy bộ binh. Trận này chúng ta đã ám sát được Mikhail Kutuzov rồi thì chúng nó không có nhiều quân lắm. Nó chế độ, nó là ở chế độ phòng ngự. Lúc nãy chúng ta ở chế độ phục kích nhưng mà thực ra phục kích quân Nga rất khó. Quân Nga nếu mà phục kích nó đi chăng nữa thì chúng ta cũng rất khó ăn bởi vì bọn này nó thích cận chiến mà. Phục kích thì đã đánh tầm gần. Chơi quân Nga các bạn nên dùng cái đơn vị gọi là, nếu mà các bạn chơi quân Nga các bạn nên dùng cái pháo, lựu pháo của Nga. Khủng khiếp luôn. Không cần dùng đến pháo phản lực luôn. Pháo đời cuối mà tiếng pháo phản lực thì nghe có vẻ hổ báo nhưng mà không cần thiết một tí nào luôn. Các bạn dùng nguyên cái pháo, lựu pháo khoảng đời 3 là mất, đời 3 là 4 gì đó là mua được rồi. Và cũng không cần phải nâng cấp công nghệ gì cả, nhiều lắm. Rất nhanh có thể sử dụng được và bắn thì nó là tuyệt vời đấy. Mình ở một cái vùng đất phải nói là không thể xấu hơn. Infanterie, Gruppenbefehle!
Kampfgruppe bereit! Generalstab, Gruppenbefehle! Ja, Sir! Kampfgruppe bereit! Ja, Sir! Gruppenbefehle! Không thể xấu hơn. Đúng là một cái địa hình không thể xấu hơn. Thế mà nó vẫn bắn được đấy. Ồ, pháo nó gần như này, khả năng mình phải di chuyển cái cánh như nào trước nhỉ? Di chuyển kiểu này phát á. Di chuyển nhanh để nó... Cách đánh hay nhất đó là chúng ta phải di chuyển liên tục khiến đối phương bắt buộc phải di chuyển theo chúng ta. Nó đâu phải dàn quân rồi, khi nó phải dàn quân thì nó sẽ không tấn công của chúng ta. Rồi, bình tĩnh. Quát sật. Rồi. Bọn này nó bắn xít khe nhá. Xong. Quá nào. Thôi lùi lại đây đi. Cái lính ngựa điên rồi. Chúng được xông lên đây. Rồi. Cái lũ điên đấy, kệ cho nó chết. Đúng rồi, pháo lã thẳng đây. Đúng rồi. Binh điên, ôi nó cho bộ binh lên rồi kìa. Chúng chưa bắn tỉa đâu, bắn điểm trợ ngay. Ôi ôi. Đội này chưa lập đội hình hợp giống à? Ôi ôi, bị nó bắn rát thế. Rút ngay, rút ngay, úi trời ơi, may hà bưởi. Bắn rát mặt cho nó chơi. Rồi. Bắn. Cánh bên kia chúng nó sợ chạy rồi. Chả. Mấy thằng nhai dép xốp để liều nhỉ. À, nó đánh vào chỗ này, mình đang lập được hộp dẫm. Thông minh đấy. Tiến luôn ra đây. Nhanh. Cái bên này vẫn đang bắn rất nhiệt tình. Sửa. Pháo binh của mình đang có cơ hội. Úi sổ. Nhai dép xốp để vẫn xông vào như đúng rồi. Mình nghĩ là mình phải lên một chút xíu để có điểm cao. Làn rộng ra một chút xíu. Có thêm điểm bắn. Rồi, pháo của mình cứ lã vào đấy là đẹp.
Rồi, đúng rồi. Tuyệt vời. Úi dồi. Tướng của mình tướng cùi nhưng mà bắn tuyệt thế nhở, nguồn pháo nó dã hàng kéo rồi. Cái này chết ác thế. Úi dồi, pháo. Mình vừa nhìn thấy có một thằng bộ binh nó hồi rồi. Cho cái binh đạp chết thằng này đi. Bọn ngang đúng có thể. Diệt cái bọn đằng sau này cho em. Thích móc đằng sau. Ôi dồi ôi. Bọn nhai dép xốp của này vỡ mồm. Ôi dồi ôi, nhai dép xốp. Mấy thằng nhai dép xốp ăn lo đòn. Ôi dồi. Tuyệt quá nhỉ, pháo mình bắn tuyệt quá. Lập đội hình hụt rỗng. Vãi trưởng. Mày hụt rỗng mà. Lên đây cho anh. Lên đây cho anh. Lên đây cho anh. Đạo này. Đạo này bắn ác nhỉ. Bắn đến tận những thằng mình cuối cùng nhỉ. Quân Nga đang hoảng loạn và bỏ chạy đấy. Thôi ngừng bắn đi. Cẩn thận đấy, vào cái chốc của nó bây giờ. Thằng rào của nó cắm ở đây. Quân địch đang bỏ chạy à? Quân địch đang rút chạy. Glorious victories, huh? Is soon to be yours. Suvang. Bọn chúng nó đang bỏ chạy tán loạn luôn. Tướng của mình tướng cùi mà đánh có vẻ ổn phết nhở. Rồi. Các binh đoàn của khổ chạy rất nhanh.
rồi, ui rồi, ui rồi. Ui rồi, ui rồi. Mình thích dùng vũ khí lạnh hơn. Hay là ôi ơi, công nhận là dùng vũ khí lạnh nhìn nó vẫn cứ đẹp mắt hơn là vũ khí nóng thật. Cặp kỹ binh nữa, kỹ binh nữa. Chả về nó sẽ chết hết rồi. Zep shop đã mấy anh nhai Zep shop hết quân rồi. Chỗ này không biết có lên được cái skill gì không. Siegreich und stolz. Vorwärts für Krone und Vaterland. Sir. Bereit für Befehle. Sieg. Ơ kìa. Ja. Nó vẫn chưa dẹo kìa. Sir, eure Befehle. Weitere Befehle. Tướng. Lösch sie aus. Mình nhiều tướng lắm. Có thể mua đến 20 tướng mà mình đã mua đến đâu. Chả cần thiết nhiều tướng quá đánh nó khó. Đó rồi. Quân Nga có vẻ không còn hổ báo được nữa rồi. Mikhail Kutuzov. Mikhail Kutuzov chỉ mạnh trong lịch sử thôi. Đây, chiến thuyền này của Nga đây. Anh sẽ giải quyết chiến thuyền của mày. Ok. Nào, quân nổi dậy à. Bereit für Befehle. Vorwärts, Marsch. Bereit für Befehle. Vorwärts, Marsch. Sir, eure Befehle. Wir werden gewinnen. Bereit für Befehle. Unerschrocken, unbesiegt. Bereit machen. Vernichtet sie. Bereit machen. Marsch. Verfolgt sie. Glorreicher Sieg. Ah ja. Thằng này nó học được nhiều công nghệ phết rồi đấy. Mình có thể truyền cho nó khá nhiều công nghệ đấy. Nachschub organisieren! Schlachtlinie bilden! Bereit machen für die Schlacht! Weiter! Sir! Chuyển cho nó được khá nhiều công nghệ đấy. Bereit machen und Befehl erwarten! Vorwärts! Marsch! Oh nein! Tướng gì đây? Tướng này. Hợp nhất với tướng này. Tướng pha tay này của mình rất mạnh cơ mà. Chẳng qua mình chưa luyện skill với cái Super Rod. Luyện tí xíu nữa là lên thôi mà. Tướng pha tay. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ tận 18 cơ mà. Cao vãi xoài luôn.
Bereit und in Erwartung von Befehlen. À, ừ, xem bọn đệ này có cái gì lên công nghệ không, mình cho nó lên. Cho nó lên. Bọn này nó chưa luyện công nghệ mới. Ôi giời. Cái này làm sao nó lên được nhà lính? Phải, cái này nó mới lên được nhà lính. Ủa, thằng này, thằng Hanover này có nhà lính để cuối rồi. Hungary, Italia, Romania, West Spania. Thằng này cũng hổ báo cáo chuồn hết rồi này. Hắn có một cái lãnh thổ hải ngoại ở đây. Hai lượt nữa. Chờ lượt sau là bắt đầu tấn công Moscow. Rồi. Qua lượt đi. Ờ. Mà tại sao không cho thằng Pháp nó rất muốn học cái công nghệ này của mình. Sẵn sàng chi tiền để học công nghệ này. Thằng Nga nó muốn hòa bình. Với điều kiện trở thành chưa chiếm được cái, nó phải còn một thành cuối cùng mới bắt nó làm chư hầu được. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture. Quá nhỉ, tỉnh nào chỗ này có nổi loạn đấy. Ở đây à, quân cờ đen đây à. Quân cờ đen này. Này thì mấy thằng quân cờ đen. Tuổi gì mà nó đánh nhau vậy? General von Busser. Und unbesiegt. Bürger, marsch! Nâng cái này lên á, làm mất thời gian của anh. Mấy cái thằng cờ đen vớ vẩn. Dâm ba cái thằng cờ đen vớ vẩn. Sonst noch etwas? Sofort! Vorwärts! Marsch! Linke Seite! Marsch! Sir! Đây. Bereit machen und Befehl erwarten! Dâm ba cái thằng cửa đen. Sir! Eure Befehle? Giải quyết nước Nga trước mùa đông. Mình còn đang chưa biết là nên giao nước Nga lại cho thằng nào. Sir! Mình không muốn kiểm soát một cái vùng đất chẳng có cái gì ấy, ở cái vùng xa xôi hẻo lánh như vậy. Tuyệt vời. Đâu rồi, hạm đội của thằng Nga ở đây rồi. Lò mò ra đến đâu rồi? À? Ở đây à? Lọ mọ ra đến đây rồi kìa. Mắc, quân chúng ta sắp mắc.
thằng Pháp ấy chiến đánh thằng thụy sĩ của mình đâu để đấy anh xuống anh xử lốt thằng thụy thằng Pháp 200 quân. Lên được một cái gì đây? General of Infantry, tướng của bộ binh, vị tướng của bộ binh. Stärke und Ehre. Der Sieg wird unser sein. Sir, weiter. Erfolgt sie. Unerschrocken. Lại lên một sao nữa. Hero of Army, người hùng của quân đội. Úi xà. Mission Master. Ừ, nó vẫn nổi loạn được. Cứ để nó nổi loạn tiếp. March! Bereit für Befehle. What the hell? Còn Pháp. Pháp nó còn lãnh thổ bên dưới này rộng ghê nhỉ. Mình chưa muốn chơi thằng Pháp vội. Xử lý thằng Nga này. Xử lý cái thằng nhai dép xốp này chứ. Một hiệp ước hòa bình. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. What's it? Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture the region. Cái gì đấy? Thằng Pháp tuyên chiến với thằng đệ mình, nó chiếm luôn cả hai tỉnh này à? Thôi không xong rồi. Pháp mua lá nhỉ? Nó còn tuyên chiến với thằng nào đâu? Nó mà dám đánh Bavaria mình đập chết luôn. Không được rồi, thằng Pháp phải láo quá. Nó làm một phát chết cả hai thằng của mình luôn cả. Mê thật. Chết mất cả hai thành luôn. Đầu tiên phải khôi phục lại thằng này. Thế nào của nó đây chỉ huy. Không thể để thằng Pháp nó làm thế được, nó láo thế được. Rồi, còn một tướng nữa đâu nhỉ? Một tướng nữa vừa hành quân xuống đây mà, mình vừa ra lệnh hành quân xuống đây mà. Đây là một rồi. Một quân đoàn ở đâu nhỉ? Pepen đâu? Quân đoàn của Pepen đâu à? Ơ? Bây giờ lại phải cải tạo cái hệ thống chính trị này. Ôi dồi ôi, mỗi lần bầu cử xong toàn cái bọn ăn hại này. Đấy, bây giờ thì các bạn biết tác dụng của vấn đề bầu cử rồi chưa? Miễn thuế của mẹ. Quân Nga đóng ở đây cũng không có nhiều. Weitere Befehle. Linke Seite, Marsch. Weiter. Position. Bereit machen. Marsch. Männer.
Vorwärts! Sir, eure Befehle? Bürger, Marsch! In der Reihe. Bereit machen! Marsch! Michael Kutuzova. Moskau, Moskender. Lính bảo vệ Moscow của nó. Ihr ergebenster Diener. Auftrag wird erfüllt. Dạ. Kinh quá nhỉ. Ám sát đến mức độ lên thần ấy. Thuật pháp bắt đầu lại bành trướng rồi. Để xem là nó còn làm được gì nữa. Không thể để nó bành trướng thế được chứ nhỉ. Nhưng mà mình đang muốn tìm xem tướng Pepe của mình ở đâu rồi. Bereit machen und Befehl erwarten. Sir! Bereit machen. Yes, sir. Sir! Bereit machen. Ôi ôi, sao lại bay về tận đây? À. Moment! Los! Nachschub wird gesammelt. Ihr ergebenster Diener. Quánh nghĩ. Ai già. Được đấy. Pháo đời cuối cơ à. À. Đội cận vệ. Có cả lính bắn tỉa. Ui nó lắm cái lính này thế nhỉ. Lính này thì nó đánh hơi mệt. Nó có cả lính bắn tỉa. Ái chà. Nhưng mà nó lại rất nhiều. Nó ít kỵ binh thôi. Ăn hết. Giờ là mấy giờ mà phải sợ. Trời mưa bong bóng mập bùng. Ai giả thành phố này. À tuyệt vời, trận này chúng ta có một cái lợi thế không hề nhỏ. Phá phản lực thì đặt đây rồi, nhưng mà phía sau của chúng ta là phía trước mặt chúng ta có một cái gò đồi. Triển khai quân lên đây. Pháo binh phát trận này hơi khó ăn rồi. Pháo binh pháp trận này hơi khó ăn rồi, không thể bắn được. Một vấn đề cho pháo binh của Pháp. Vướng quá nhiều nhà cửa. Toàn pháo bắn thẳng, chúng ta lại có lựu pháo, à pháo phản lực này thì chúng ta sợ gì. Pháo phản lực của chúng ta thì bắn được hết tất cả các mục tiêu. Pháo
trước tiên là mình phải cho quân đội mình đứng lên trên đỉnh đồi đó. Pháo của nó không muốn bắn nó khó, bởi vì là chỗ này nó khẩu đội pháo này của nó di chuyển được à? Lợi dụng thắt nhỉ? Nó cũng không có nhiều kỵ binh lắm. Nó lại vòng ra đây à? Tranh thủ khử mấy khẩu pháo nó phát. Tướng của nó mà bắn. Con này di chuyển khôn vãi nhỉ. Hai con ngựa rồi. Đây rồi. Ơ, nó khôn thế, nó di chuyển ngang ra, nó học bài của mình hay sao ấy này. Bắn áp chế vào cái đoạn này cho. Áp chế đoạn súng trường bắn tỉa này. Chết khá khá đấy. Mà khôn thế. Ăn cái gì mà khôn thế nhỉ? Khá rồi mà. Nó còn khẩu pháo đây nữa này. Rồi, pháo kỵ binh chúng ta rút ra, không nên đối đầu trực diện với kỵ binh của Pháp. Nguy hiểm lắm. Rút ra. Nó đang lây nè, nó đang lây nè. Ăn nó cho anh. Chết thêm mấy con ngựa nữa rồi. Rút nhanh khẩn trương. À,
Ai à, lựa bắn súng cơ. Đuổi ngựa mình. Lên đây. À lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Đúng rồi. Ôi ôi. Cái pháo này của nó bắt đầu tấn công mình rồi. Ai chà. Bắn đúng vào khe này giỏi thật. Nó học cái gì mà khôn thế. Khôn phát cho khác. Pháo binh của phát cũng là thông minh. What the. Chui ra đây. Lấp sau cái nhà phát ạ. Nó thích bắn à, đúng đấy à. Chui vào đây. Vẫn còn mấy đội pháo nữa. Căng thật. Đây này. Anh lắp qua dưới chân đồi rồi. Không làm gì anh đâu. Ngon mà ăn được pháo, ăn được anh lắm ạ. Tuổi đó nhưng mà phải cho kỵ binh của mình đi xử lý khẩu pháo này của nó. Để nó lã này chết quân mình. Khẩu này thì không sợ, khẩu này nó bị vướng rồi. Bọn Pháp này khôn phết nhỉ. Tướng này của nó là tướng McDonald thì phải. Là một tướng khá là giỏi đấy. Còn hai khẩu pháo. Lá vào đây cho nó tịt rồi. Ui dồi. Nói chung pháo để mà ăn thì chỉ tốt nhất là dùng kỵ binh. Nhanh gọn. Đúng rồi, mày bắn dưới tầm bức tường đấy thì không ăn được anh đâu, gò đùi. Gò đùi. Mình ở nó xông lên à? Ờ tốt, xông lên đi. Mình của nó đang xông lên này. Ồ, tuyệt thật. Lên đến đâu? Ồ, kỵ binh đời 4 đấy. Không đùa được. Đứng ở đây. Loại khẩu pháo đấy trước đã. Có một khẩu pháo nữa. Đây. Nó lại bắt đầu di chuyển. À. Khôn thế nhỉ, cho kỵ binh bảo vệ pháo. Khôn thế thì làm sao mà chết được.
Không thế thì bao giờ mới chết được. Xông ra đây á. Ô, nó dàn lên kìa. Úi dồi ôi. Ngu học. Tớ lùi lại đi. Lùi lại. Nó thích xông lên thì mình lại lùi lại. Không đánh nhau với nó bọn ấy. Đội súng trường bắn tỉa đứng ở đây. Nhanh bắn điểm trợ cho đội quân rút lui. Giải quyết khẩu pháo của nó trước đã. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Mấy thằng Pháp ạ. Đúng rồi. Ủa. Mày chết. Và tầm gần thì phá phản lực nó bắn chuẩn lắm. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Rút ra đã. Cánh quân bên này, tiến lên đây. Mày chết. Bọn Pháp này khôn thật. Di chuyển khôn vãi trưởng. Cả hai đội súng trường bắn tỉa của nó đều bị loại bỏ rồi. Rồi giờ à đây vẫn còn một đội đây. Để đó, em ơi rút ra đây đi. Nó bắn tạt sườn mình đấy. Mình có hai đội súng trường bắn ở trên đồi mà. Không sợ. Đứng ở trên đồi bắn thì chuẩn hơn. Sợ bỏ cho nó. Yên tâm. Nó phản lực bắn ra đây. Ngã chết bọn súng trường bắn tỉa này. Anh vứt. Bọn này là bắn rát á. Từ đây em ơi, đứng lùi lại đây đi. Pháp nó đang đến rồi. Lùi đây đã. Lùi lại. Không nên áp sát nhau như thế. Ok kìa. Ở đâu chuyên ra đội súng chưa bắn tỉa nó này. Chén luôn. Được à? Từ từ, nó lại đang dàn ra đây. Chúng ta lại hơi lợi bất lợi là chúng ta đang ở cái sườn dốc ấy. Từ từ, lùi ra một chút xíu. Bắn ra đây cho anh. Xong lên rồi, từ. Bắn nhau rồi.
Từ em ơi, rút đã. Vừa mới rút vừa đánh. Chờ đội quân bên này lên, cánh quân bên này chưa tới. Vừa đánh vừa rút đã. Mọi người đánh vừa rút. Rút đã các em ơi. Chúng ta đang bất lợi vì chúng ta không có sườn đồi. Nó đang ở trên sườn đồi. Cứ bình tĩnh. Bên tâm phá phản lực sẽ các điểm trợ. Có vẻ như chúng nó thích chơi giáp lá cà. Rút. Ôi rút đi. Quân nó mạnh lắm. Nó có cả đội cận vệ mà. Ốp luôn em. Ốp luôn. Xử lý đốt thằng này rồi. Ai giả bọn pha phải nó vẫn tràn lên như đúng rồi nhỉ. Rút vào rừng anh em ơi. Rút vào rừng. Không cận chiến được với bọn pha đâu. Nhanh lên bộ binh trên cái cánh bên này nhanh lên. Rồi giải quyết nốt thằng súng trường của nó đã. Xong rồi ra đây. Cho kỵ binh chúng ta ra đây. Kinh thật. Rồi ăn cho nó đi. Cánh quân bên này bị nó đuổi ác thế nhỉ. Chúng ta đi vào rừng. Bắn. Mày thích đuổi à? Nào. Cánh quân bên này triển khai nhanh. Cánh quân bên kia đã chuẩn bị tiến lên. Từ từ, kỵ binh từ từ, kỵ binh từ từ. Đến đây đi đã. Đợi chúng nó áp sát đã. Rồi. Rồi, cánh quân ở phía bên rừng này chuẩn bị. Nó bắt đầu quay ra rồi. Dàn ở đây. Bắn tạt sườn nó. À, thích sâu vào à? Cẩn thận nó ném lựu đạn. Chúng ta không chịu nhiệt quân chúng ta này. Toàn lính đời cuối của Pháp thôi. Rồi xông lên đây. Giờ là lúc xông lên được rồi. Các bạn phải nhớ một điều là không bao giờ cho bộ binh tấn công à kỵ binh tấn công khi không có bộ binh kiểm trợ là được. Rồi rút hai đơn vị này về phía. Cánh này đâu. Rồi các đội súng trưởng bắn tiếp tục cho. Ra đây. Sợ quá. Mấy pha bánh đuổi mình ác quá. Phá phản lực dừng tay đây. One of our units has used all its ammunition, sir. Hết đạn được rồi. Đây rồi, xông vào. Bây giờ là lúc chúng ta.
công nó từ hai phía nào. Sợ gì, sợ rồi. Lính đếm được đạn của Pháp, tinh thần chiến đấu của nó cao lắm. Xông vào, giờ là mấy giờ mình sợ. Bình tĩnh, giải quyết thằng này đã. Xong, tiếp. Bài học lịch sử của tướng Snay, chúng ta phải nhớ rằng tướng Snay đã cho bộ binh, kỵ binh tấn công mà không có bộ binh yểm trợ, đến mức thất bại của quân Pháp trong trận Waterloo, các bạn nhớ, nên là không được lặp lại sai lầm đó. Khi chúng ta tấn công mà có bộ binh yểm trợ như này, chúng ta không sợ đâu. Tấn công bọn này. Chúng ta này đã áp sát rồi. Xông lên. Nhớ là như vậy. Đừng có bao giờ cho kỵ binh tấn công mà không có bộ binh yểm trợ, chúng ta sẽ bị hình hình lẫm của đối phương tiêu diệt đấy. Rồi, hay quá. Và đương nhiên phải là heroic victory rồi. What's it? Glorreicher Sieg! À, tướng vây thành. Mắc luôn skill này rồi cả. Ô, thằng này nó chỉ còn mỗi cái này lên một phát nữa là nó mắc tất cả các skill cả. Vãi trưởng nhỉ. Bây giờ mình bán đất cho thằng Tây Ban Nha phát. Bán đất này cho Tây Ban Nha. Không đủ là quân Pháp bây giờ mạnh quá rồi. Cướp vẫn được 2.000 nữa. Cướp phát. Tội gì. Weiter. Alles bereit machen. Sieg. Weiter Seite. Bereit machen. Linke Seite. Marsch. Sir, Manöver abgeschlossen. Männer, vorwärts. Da. Hồi quân gì đó. Thanh niên này mới được khôi phục. Mới được khôi phục. Thằng Pháp bây giờ không đánh được mình. Úi giời ơi, hạm đội này của anh bắt đầu đi. Hải quân Pháp ở đâu? Hải quân Pháp ở đâu? Ai chà, mình có khá nhiều điểm mua thuyền đấy chứ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Save và phát.